Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Bình Minh. Và hôm nay mình lại quay trở lại để báo giá cho các bạn những cái mẫu xe hiện tại bên mình đang có. Giá thì như mình báo là nó sẽ thay đổi liên tục, vậy nên là mình cũng sẽ lên cái video để các bạn có thể cập nhật giá, để các bạn có thể chuẩn bị sẵn tiền khi mà muốn mua một chiếc xe nhá. Như bên cạnh mình đây thì đang có xe Lead này. Ở trước mặt các bạn là xe Lead đỏ, ngoài ra thì nó sẽ có các màu khác nữa. Ở xe Lead mới hiện tại thì nó sẽ có ở trên 3 phiên bản với 5 màu sắc. Thì đối với màu đỏ này thì nó là phiên bản cao cấp, thì ngoài màu đỏ nó sẽ có thêm màu xanh nữa. Thì ở bản này giá chỉ dao động từ khoảng ngoài 41 cho đến 42 triệu tùy từng màu. Còn nếu như bạn nào yêu thích phiên bản phanh ABS thì nó sẽ có màu đen nhám và màu xanh nhám. Thì tí nữa vào trong kia có xe thì mình sẽ quay các bạn xem. Thì bản đấy thì giá chỉ khoảng ngoài 45 cho đến 46 triệu. Ở đây thì mình có một chiếc màu trắng. Bản này là bản tiêu chuẩn này. Bạn nào ví dụ như mệnh kim thì có thể lấy màu trắng. Ở bản màu trắng này thì giá chỉ khoảng 40 triệu thôi. Ở bản xe Lead màu trắng này thì nếu như bạn nào mà không thích đèn halogen thì bên mình có thể lên thêm cả đèn LED cho các bạn nữa nhá. Đây, bên này cũng có một chiếc màu đỏ này. À đây thì mình đang có một chiếc màu đen của bản phanh ABS bên này. Đây là màu đen. Bản này thì giá chỉ khoảng 46 triệu thôi. Và tất cả các xe thì bên mình đều có hỗ trợ trả góp nhé. Các bạn chỉ cần trả trước từ 5 cho đến 6 triệu là đã có thể sở hữu xe rồi. Và tất cả các bạn ở xa khi qua bên mình thì đều được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu cho đến 2 triệu. Nên bạn nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với mình để mình có thể hỗ trợ các bạn luôn. Bên này thì mình sẽ có một số dòng xe số thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Nhiều màu xe. Bên mình thì đang vẫn là còn rất nhiều màu xanh. Mình thấy ở hiện tại thì đang có rất nhiều bạn hỏi màu xanh này. Bởi vì là màu này thực ra là hiện tại đang rất là hiếm. Nào đang yêu thích màu xanh này liên hệ trực tiếp với mình. Và giá xe hiện tại thì chỉ khoảng ngoài 22 triệu một chút thôi. Và bên mình có cả lên thêm những cái hệ thống đèn LED này, cũng như là vành đúc nếu bạn nào yêu thích những dáng xe thể thao. Và ngoài ra thì có các màu khác như màu trắng này, xám này, đen nhám và màu xanh mới. Xanh mới thì bên mình cũng đã, ví dụ bạn nào mà không thích hai màu phối xanh của cái quen pha xanh mới thì cũng có thể lên thêm, bên mình cũng đã sơn thêm, sơn độ thêm để nó thành cái màu nguyên bản, nghĩa là màu cùng một màu luôn. Thì giá xe quen pha hiện tại thì nó chỉ khoảng dao động ngoài 18 cho đến 22 triệu tùy từng màu thôi. Và bên mình có nhắc lại là bên mình có hỗ trợ trả góp nhá. Nên bạn nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với mình. Ở ngoài này thì mình đang có một chiếc xe Emblem màu đen bóng này. Cái màu đen bóng này là màu hiện tại mình đang thấy và các bạn đang yêu thích nhất của dòng xe Emblem. Giá xe Emblem hiện tại nó sẽ dao động từ khoảng ngoài 43 cho đến 45 triệu tùy từng màu. Còn đối với màu đen này thì giá chỉ khoảng ngoài 44 triệu nguyên xe thôi. Và đối với xe bên mình thì sẽ có cả hỗ trợ cả dán ni lông nữa. Vậy nên bạn nào lấy xe mà muốn dán luôn thì hãy liên hệ với mình thì có thể dán luôn cho các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để quay cho các bạn một số những màu xe khác nữa. Ở ngoài kia thì mình đã quay cho các bạn xem là màu đen nhám cũng như là màu đỏ hoặc là màu trắng của dòng xe Lead rồi. Thì ở đây nó sẽ còn thêm hai màu nữa, đó chính là màu xanh của bản cao cấp và màu xanh phanh ABS của bản đặc biệt. Thì ở bản này giá bên mình đang chỉ để khoảng 46 triệu. Còn đối với bản màu xanh chỉ khoảng ngoài 41 triệu thôi nhá. Bên này là một mẫu xe mà hiện tại bên mình đang thấy đang bán là chạy nhất trong các mẫu xe, đó chính là dòng xe Vision. Vision thì hiện tại nó đang có rất nhiều phiên bản và màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Nó sẽ có ở phiên bản tiêu chuẩn này, phiên bản cao cấp này. Ở bản cao cấp thì nó sẽ có màu đỏ và ngoài ra nó sẽ có thêm màu trắng nữa. Tiêu chuẩn thì nó sẽ có màu đen. Ở bên này sẽ có một chiếc màu vàng của bản cổ điển. Và dưới này là hai chiếc của bản thể thao. Giá xe Vision hiện tại thì giá chỉ dao động từ khoảng ngoài 31 cho đến khoảng 39 triệu tùy từng phiên bản. Mình thấy màu xám này đang có rất là nhiều bạn đang rất là yêu thích cái màu xám này. Ở màu xám này nếu như các bạn mà đang muốn lấy xe thì giá chỉ khoảng ngoài 37 triệu thôi. Còn nếu bạn muốn lên thêm đèn LED như chiếc xe này hiện tại đang lắp này, hoặc là lên thêm những cái phụ kiện này thì nó sẽ là thêm một chút tiền nữa thôi. Và đối với các bạn ở xa thì bên mình đều có hỗ trợ trả góp cũng như là có những ưu đãi riêng. Và bạn nào muốn ship xe ví dụ như ở khu vực Hà Nội này hay là Vĩnh Phúc thì bên mình đều có thể hỗ trợ nhá, ship xe tận nơi cho các bạn. Bên này thì mình đang có một mẫu xe nữa, dòng xe Fuel này. Xe Fuel là một cái dòng xe gọi là xe cao cấp trong dòng xe số, nó sở hữu phân khối 125. Như đây mình đang có một chiếc đen nhám. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm các màu khác như màu xanh nhám này,
Ở bản này thì bên mình bản vành đúc phanh đĩa này thì giá chỉ khoảng ngoài 34 triệu thôi. Như vừa nãy thì mình có quay cho các bạn một số những cái mẫu xe của Wenfa, thì bên này nó sẽ có thêm một số những màu nữa. Đây là cái màu xanh mới ra của bản cổ điển này. Hai bên này, đêm này cũng thế. Bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa hai màu xe này. Lý do là vì đây là bên mình đã lên thêm phần cánh yếm cùng màu, để cho bạn nào không yêu thích cái màu phối này thì có thể lấy sang bản này. Xe S21, S21 thì nó sẽ có ở cả bản phanh CBS và phanh ABS. CBS thì hiện tại bên mình đang có màu trắng ở đây, và có sẽ có thêm cả màu đỏ nữa. Thì bản này thì bên mình đang chỉ để giá khoảng ngoài 58 triệu thôi. Còn đối với bản phanh ABS thì nó sẽ có thêm như là màu đen này, màu xám xi măng hay màu bạc, thì ở bản đấy giá sẽ dao động từ khoảng 65 cho đến 67 triệu tùy từng phiên bản. Tiếp theo một dòng xe nữa là xe SHI. Như các bạn biết thì SHI nó sẽ có trên hai phiên bản, đó là SH125 và 160. Ở 125 thì nó cũng sẽ có phanh CBS và phanh ABS. Ở phanh CBS thì nó sẽ có 3 màu là đỏ, đen và trắng. Đen sẽ là đen bóng bạn nhé, thì giá chỉ khoảng ngoài 76 triệu thôi. Còn đối với phanh ABS thì giá dao động từ khoảng 83 cho đến 84 triệu. Ở phanh ABS thì nó sẽ là màu đen nhám thay thế cho màu đen bóng, và ngoài ra nó sẽ có thêm một màu nữa là màu xám xi măng các bạn thấy đây. Ở đây đang là bản 160, tuy nhiên thì nếu bạn nào mang muốn lấy bản 125 thì nó cũng sẽ có màu này nhá. Còn đối với bản 160 mà màu bản cao nhất đó chính là bản này, hiện tại bên mình đang chỉ để giá khoảng 104 triệu thôi. Ở đây thì mình đang có một chiếc SH màu đỏ của bản 125. Đây là bản 125 phanh CBS này. Như lúc nãy mình báo giá thì bản này bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 76 triệu thôi. Bên này thì mình đang có thêm một chiếc, đó, chiếc xe Vario này. Các bạn trẻ bây giờ mình thấy đi Vario rất là nhiều, và bên mình hiện tại đang có sẵn xe. Đây là một chiếc Vario màu đen nhám. Ở xe Vario nó là một dòng xe nhập khẩu, giá thành hợp lý, và mình thấy là nói chung là để mà so với giá thì mẫu xe nó cũng rất là ok. Thì bản này bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 43 triệu thôi. Và ngay từ đầu video thì mình cũng đã nói rồi, thì tất cả các mẫu xe bên mình thì đều có hỗ trợ trả góp nhé. Từ các dòng xe thấp về hay dòng xe cao, nhiều bạn có hỏi mình là có ví dụ có 3-4 triệu có mua xe không, vẫn có thể mua được các bạn nhé. Nên là các bạn đang thích dòng xe nào hay có nhu cầu xe gì thì hãy liên hệ trực tiếp với mình để mình báo giá. Nhà mình sẽ tính cho các bạn về lãi suất cũng như là số tiền các bạn hợp lý để với túi tiền của mình để mình có thể sở hữu xe. Nói gì nữa bây giờ? Thế thôi nhá. Vừa rồi thì mình đã có báo cho các bạn một số những dòng xe hiện tại, và như mình đầu video mình đã nói rồi thì giá xe nó sẽ thay đổi cũng như là cập nhật mới theo tùy ngày. Vậy nên là